Ở trong video lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn một phiên bản, đó chính là RTX 3080 Ti. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn thêm một phiên bản nữa, nhưng không phải là 3080 Ti mà là một phiên bản khác, đó chính là RTX 3070 Ti. Mức giá của RTX 3070 Ti hiện tại bây giờ đang vô cùng hấp dẫn, chỉ loanh quanh cái phân khúc khoảng 30 triệu đồng. Thì với 30 triệu đồng, thế nhưng mình đánh giá so với giá gốc là mức giá chênh không quá nhiều, và các bạn hoàn toàn có thể mua về để sử dụng mà không phải đắn đo việc là liệu card đồ họa mình mua liệu có bị đắt quá hay là không. Thì trước khi đi vào cái phần mua đi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái phần thiết kế bên ngoài. Thì phiên bản này các bạn nhìn thấy đây sẽ giống so với những tất cả phiên bản RTX trong năm nay mà Acer đã ra. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế của dòng của TOF này. Các bạn nhìn qua những cái tấm chắn ở bên ngoài, phần ốp bên ngoài các bạn nhìn thấy có vẻ như hơi mỏng một chút, thế nhưng vẫn đảm bảo được sự chắc chắn bởi vì cái ốp này được làm từ kim loại chứ không phải là ốp nhựa. Và ba cánh quạt dĩ nhiên sẽ là Aztec fan, sẽ am cho cái luồng gió được thổi vào những khu vực heat sink này được tốt hơn, và đặc biệt đó chính là chống bụi. Khi các bạn sử dụng những cái thiết bị của Acer mà có quạt Aztec fan ấy, thì sau một thời gian dài sử dụng thiết bị của bạn sẽ không bị bám bụi. Chắc có lẽ cái phần duy nhất bám bụi là cái phần backplate bởi vì nó không có quạt mà. Thì nhân tiện nói backplate luôn, thì miếng backplate đây được làm từ kim loại luôn để có thể giữ được cho các bảng mạch được có thể thẳng hơn, và những cái khe cắt đây thì dĩ nhiên rồi để cho gió có thể thổi lên bên trên được một cách tốt hơn. Thì nhìn sơn một chút về khu khí sinh, chúng ta sẽ có tổng cộng ở đây là 6 ống đồng được mạ niken sáng bóng. Thì với 6 ống đồng đây sẽ được trải dài từ trước ra sau, và đặc biệt hơn nữa là các bạn nhìn thẳng vào khu vực đằng trước đây sẽ có thể bộ ống đồng nữa được nối ra ngoài. Thì cái ống đồng này sẽ có tác dụng là tản nhiệt cho các chip nhớ VRAM để có thiết bị hoạt động trong thời gian dài có thể ổn định mà không lo gặp vấn đề về nhiệt. Thì nhân tiện nói vấn đề về nhiệt đi, có rất nhiều người kiểu là bị ám ảnh về nhiệt độ, hay mà một số người gọi đấy là những nhiệt thủ, khi mà nhiệt độ của card chỉ rơi khoảng chừng mức khoảng hơn 60 độ C, 70 độ C thôi là đã lo sốt vó rồi, liệu card có nóng quá không. Thì đối phiên bản RTX 3070 Ti, cụ thể là phiên bản TOF Gaming này, thì cái mức nhiệt tỏa ra sẽ rơi khoảng chừng 60 độ C, loanh quanh khoảng 60 độ C, và fan thì chưa phải mắc, thế nên thì chắc chắn những nhiệt thủ sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những cái phiên bản mới đến từ Acer. Và để cho video ngày hôm nay nó được trực quan hơn thì một chút nữa mình sẽ so sánh với RTX 3070. Tuy nhiên thì phiên bản 3070 của mình lựa chọn sẽ không phải phiên bản tới từ Acer, mà mình sẽ lựa chọn một phiên bản đến từ Giga cùng phân khúc luôn. Các bạn mua lẻ mẫu card đồ họa này hoặc là xây dựng một bộ PC thì bộ nguồn làm sao cho phù hợp. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây, thiết bị này sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin, thế nên bộ nguồn theo như mình đánh giá sẽ rơi khoảng chừng 700W công suất thực để sử dụng sẽ là hiệu quả nhất. Rồi có những ông nào mà thích LED RGB sập sình thì phiên bản này cũng có nhá. Đằng trước đây cái logo TOF, đây sẽ LED RGB. Và một phần nữa liên quan đến cái phần hiệu năng của card đồ họa, thì mặc định thì cái card đồ họa này đã là chế độ gọi là performance mode rồi. Còn nếu như ai thích sự yên tĩnh hơn, nhiệt độ sẽ cao một chút, cao khoảng vài độ C, thì có thể gạt sang chỗ quiet mode. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn thấy.
Và đây là cấu hình để mình test cho các bạn xem. CPU sẽ là AMD Ryzen 5 5600X, có hiệu năng đơn nhân và đa nhân vô cùng mạnh mẽ và được tản nhiệt thẳng bằng tản nhiệt nước của NZX XT luôn, chứ không cần sử dụng tản nhiệt stock của AMD. Main sẽ là X570, dĩ nhiên rồi, để có thể ép xung khi cần thiết. Và RAM sẽ là RAM Gel. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 32GB RAM. Và dĩ nhiên không thể thiếu được RTX 3070 Ti. Thì mình sẽ đánh giá cá nhân như thế này. Thì RTX 3070 Ti rõ ràng một phiên bản nâng cấp của RTX 3070. Thì VRAM sẽ sử dụng là 8GB VRAM GDDR6X. Thì cái mức điện năng tiêu thụ cao nhất rơi khoảng chừng 280-290W. RTX 3070 Ti sẽ có mức giá rơi khoảng chừng từ 27-28 triệu đồng. Thì RTX 3070 thường thì thấp hơn đấy khoảng 1 triệu đồng. Vậy thì với mức chênh lệch khoảng 1 triệu đồng đánh đổi cho khoảng hiệu năng khoảng 10%, thì liệu các bạn sẽ lựa chọn phiên bản nào, RTX 3070 Ti hay tiết kiệm tiền một RTX 3070 thường? Thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận video. Đường link sản phẩm hay tất cả các thành phần linh kiện được mình test ngày hôm nay mình sẽ để ngay phần mô tả để các bạn có thể biết được. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.